này là sấp 27 nha, sấp gần ghế 27. Thường về là nó cách cái lưới chống bụi này nha, nên là cái lưới chống bụi để xé thì được luôn á, chứ không có rách màng loa nha. Mấy này lưới chống bụi này ít hàng lắm, có một số cái là về sẽ bị bể cái thùng nữa, nhưng mà hiện tại là cái này là ok ha. Nha, chứ không là nó thét ra tiếng luôn á. Cảm ơn nhiều nha.